Em hướng dẫn anh sử dụng cái nồi cơm nhé. Đây đầu tiên là nút tắt mở này. Đây là nút hẹn giờ này. Hẹn giờ thì mình bấm một lần này. Ví dụ mình muốn bây giờ là 10 giờ. Thì ví dụ mình muốn 5 giờ sáng có cơm thì mình sẽ bấm 5 giờ. Sau đó mình bấm nấu. Ví dụ đây em muốn 7 giờ sáng có cơm em sẽ bấm nấu. Đó thì nó sẽ về chế độ chờ. Khi nào mà đến 7 giờ sáng mai nó sẽ có cơm ăn. Đó, đây là chức năng hẹn giờ. Đã. Hiện tại là 10 giờ 6 phút thì nếu mà mình bấm hẹn giờ như vậy thì đến 7 giờ sáng ngày mai sẽ có cơm ăn. Mình cứ vo gạo sẵn mình để đó, không sợ gạo bị hư, không sợ gạo bị trương nhá. Chức năng đồ nhật nó như vậy rất hay. Tiếp theo đây là nút bắt đầu nấu. Ví dụ đây bắt đầu nấu này, bây giờ mình nhấn mà mình nấu này. Đấy, ví dụ nấu bình thường là 44 phút. Đây là chế độ chỉnh giờ nhá. Đây chỉnh phút, đây chỉnh giờ. Anh chị nhấn giữ 3 giây nó sẽ kêu tít và nó sẽ nhấp nháy. Khi đó mình bấm ở đây thì nó sẽ tăng giờ lên, bấm đây tăng phút lên. Ở bên hỏi y này. Cái này menu, menu này sẽ tùy chọn các chức năng đây. Nấu nhanh, nấu thường ở đây, đây nấu nhanh này. Đây là nấu pocholo gì đó, mình không quan tâm. Đó, đây rất nhiều chức năng nấu, nhưng gần như là mình sẽ không dùng đến nơi lắm. Mình chỉ đa số là mình sẽ dùng, đây là chức năng nấu cháo này. Đó, mình chỉ nấu cháo này hoặc là nấu nhanh này. Và nấu sinh thái, nấu sinh thái thì nấu chế độ tiết kiệm điện đấy. Và đây là nó cho biết hóa đơn tiền điện này. Cái cuối cùng này, cái này nó sẽ hiển thị hóa đơn tiền điện thứ ba bao nhiêu yên. Đó, còn đây là nấu, mình thường thường mình sẽ nấu nấu chế độ sinh thái này. Đó, còn đây là chế độ nấu bạc sari, mình cũng gọi ở Việt Nam mình không nấu cái này, chủ yếu mình sẽ nấu gạo trắng. Đây nút hâm nóng này. Đây là chọn chế độ gạo này. Chọn chế độ gạo này. Đầu tiên nó sẽ là gạo trắng ở trên này. Rồi dưới này là gạo không vo. Tức là gạo vỏ đấy. Đây là gạo không vo này. Đó. Tắt này. Còn ở dưới nữa là có gạo lứt này. Gạo lứt. Còn ở dưới là gạo gì đó thì nó dùng rất nhiều loại. Nấu bạc, nấu sashi, nấu sushi đằng nhằng gì đó. Đấy, cơ bản là vậy. À, từ đây cái này là mình không dùng đến. Đây chọn chế độ gạo, thường thường mình sẽ đổi để chế độ gạo trắng, là gạo lứt thì mình sẽ chọn cái thứ ba. Đây là nút hâm nóng, nút hâm nóng này. Đấy, nút hâm nóng nó sẽ hiện đèn lên. Đây là không giờ, đây tắt, đây hẹn giờ nấu, đây bắt đầu nấu, đây chỉnh phút, đây chỉnh giờ, đây là menu. Rồi vậy là xong. Trong khi nấu thì mình sẽ chịu khó, mình lâu lâu mình sẽ vệ sinh một vài ngày, mình có thể mình mở chốt ra này. Đó, nấu chốt thì mình mở ra, nắp này sẽ tự động bung ra như này. Mình vệ sinh lau chùi nếu nó bẩn, vệ sinh thường xuyên thì nó sẽ sạch. Đặc biệt chú ý là không để cơm hoặc còn nước nó văng vào khu vực này, chỉ có lấy rẻ khô lau đi. Cái đáy nồi này rất là mới à. Và của bền tại người, mọi người hay tại sao nhiều đáy nồi rất là bong chóc, tại vì khi chúng ta lấy gạo, lấy cái hồi rửa chúng ta để lên cái nền gạch, chúng ta dây đi dây lại thì nó sẽ bong chóc. Và cái lòng nồi này nó đẹp hay không chúng ta giữ, không dùng muỗng sắt là mình lấy cơm thì nó sẽ hay bong chóc cái lớp này, lớp chống dính. Rồi cơ bản sử dụng như vậy.